Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột chít, chú chuột chít, chú đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm bán cho tôi một ít mắm đi, mua muối bán cho tôi một ít muối đi, dỗ chà cái con mèo. Chú mèo ngoao ngoao. Đồ thú chuột đáng ghét, đồ thú chuột đáng ghét. Ngoao, ngoao, ngoao. Ngoao gì chứ? Có ngon thì bắt ta đi, ta chạy đây. Chít 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 chít. Tại vì ta còn nhỏ thôi, ta mà lớn một chút nữa, nhà ngươi biết tay ta liền để ta về ta mét cô chủ của ta. Meo meo meo. Trời hôm nay á, công nhận thiệt là đẹp quá đúng không? Tỉ mỉ li ti áo hồng. Trời ơi kìa, ánh nắng kìa, ánh nắng rọi lên. Ơ, có con rắn nữa nè. Ơ, nhưng mà con rắn này nó hiền lắm. Nó là bạn của con mèo thì phải á. Mình im lặng, chắc là nó sẽ không nghe mình đâu. Thôi mình đi chỗ khác chơi, để em thôi nó phát hiện ra nó cắn mình á. Chi bi áo hồng, tỉ mỉ li ti áo hồng. Trời ơi, bạn khoái phơi nắng lắm hay sao ạ? Em khoái phơi nắng lắm hay sao ạ? Mình đi chỗ khác đi. Chỗ này á, thấy có một con rắn thì phải á, coi chừng nó cắn hai chị em mình là tiêu luôn á nha. Thôi mình đi chỗ khác đi. Em thấy nó nãy giờ rồi, nhưng mà hình như á, là trời sáng quá, nó không có thấy đường á thì phải. Cho nên mình cứ ngồi đây đi, đâu có sao đâu. Con rắn á, trời sáng á, nó đâu có thấy đường đâu. Chị dòm đi nè, đó dòm đi. Từ nãy tới giờ hả, em để ý rồi, nó nằm im có một tư thế một thôi, nó đâu có nhúc nhích đâu mà sợ, nó đâu có thấy đường đâu. Bây giờ nó mới là sợ mình á. Em á, đừng có chủ quan quá nha. Tỉ mỉ li ti áo hồng, để tỉ mỉ li ti áo đỏ nói cho em nghe. Rủi như mà tự nhiên đang sáng như vậy, trời nó sụp tối xuống nó đổ mưa, thì làm sao lúc đó nó thấy đường, làm sao mình chạy cho kịp. Trời ơi, mẹ đã dặn rồi, đi chơi thì lựa chỗ nào an toàn mà chơi, đừng có lựa cái chỗ mà có rắn rít đồ. Thôi em không đi, chị đi á nha. Chị đi á, đi á, đi không, đi á, đi không, một hai, đi không, đi á, đi á nha. Nhất quyết không đi phải không? Kỳ này đi thiệt luôn. Ừ thì đi, từ từ, làm gì dữ vậy chứ. Trời nắng đẹp muốn chết, mình còn muốn ngắm rắn nữa kìa. Trông nó ngủ cũng dễ thương lắm chứ bộ. Đi nha rắn, bye bye. Rắn ơi, nhà ngươi á, giúp cho ta cắn cái con chuột ở giùm ta đi nha. Ta còn nhỏ quá, ta cắn nó không được, ta bực mình ghê luôn á. Giờ ta lớn lên nó sẽ biết tay ta. Nhà ngươi nhớ giúp ta nha, rắn yêu quý, rắn bạn thân của mình. Đó, chỉ có nhà ngươi mới có thể đánh cái con chuột đó thôi à. Nhà ngươi giúp ta nha, ta sẽ rất cảm ơn nhà ngươi đó. Rắn ơi, ngươi là rắn mà sao ngươi ngái dữ vậy, ngái y như con heo vậy đó. Không biết ngươi có nghe ta nói gì không nữa. Thôi ta đi đây, chắc là nhà ngươi ngủ rồi. Thôi ta đi đây, đi theo mấy cô chủ để mấy cô chủ bỏ ta đi mất tiêu nữa. Mấy cái con mèo và mấy cái con rắn xấu xa kia đừng có hòng mà bắt được ta. Ta sẽ ăn hết ruộng lúa của nhà ngươi luôn. Nhà ngươi dám đòi bắt ta hả? Gần có mà bắt được ta, ta sẽ đào hang đây. Ta sẽ đào hang xem làm sao mà nhà ngươi bắt được ta cơ chứ. Đào, đào. Đừng có mà xem thường họ nhà chuột của ta. Họ nhà chuột của ta giỏi lắm đó. Rồi, bây giờ còn ai thấy mình nữa không? Ai mà thấy mình là chuột nữa chứ? Mèo ngoan, em đừng buồn nữa nha. Em cứ ăn đi mau lớn rồi em sẽ bắt được chuột thôi. Các chị nói thiệt đó, em đừng buồn nha. Ừ em à, người tốt á, lúc nào á, cũng được việc tốt hết á. Em đừng có lo nha. Trước sau gì á, thì cái con chuột xấu xa đó nó cũng sẽ bị con rắn cắn cho mà xem nha. Hay để tụi chị đi tìm con chuột quánh đó nha. Không được đâu chị ơi,
Em sợ chuột lắm. Em vừa làm nó thôi, em tưởng tượng thôi là em đã sợ lắm rồi. Meo, 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 meo. Trời ơi, sao ai cũng sợ con chuột đó hết vậy? Ừ, đúng rồi đó. Chị nói vậy thôi chứ chị cũng sợ nó lắm á. Nhưng mà chẳng lẽ mình cứ sợ nó hoài rồi nó tắc quái tắc quái. Bây giờ hai em cứ ngồi đây đi, chị quyết tâm sẽ đi lấy cái cây đánh nó cho mà coi. Bực bội hả? Đừng có ỷ hôi thúi á, rồi hả, muốn làm gì thì làm, ai cũng sợ mình. Ta hả sẽ lấy cái lá nè trùm đầu nhà ngươi lại, rồi hả lấy cái cây quýnh cho nhà ngươi một trận mới được. Ở đó hả, coi coi trong cái bụi dừa này có nó không, nó có trốn không. Chuột ngon thì ra đây, trong cái lá có không? Không có. Dòm trên kênh cây coi, trên cây vẫn còn con rắn thôi. Trên trời xanh, trời đẹp quá, chuột không có đâu. Chuột chắc đâu nó bay lên trời được. Nó đâu phải là chim đâu. Giờ biết tìm nó ở đâu đây ta? Ý, cái gì đây nè? Mấy bạn ơi, cái gì đây nè? Ha 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 ha. Đúng là ông bà mình nói không sai, giấu đầu thì lòi đuôi. Nó tưởng đâu nó đào hang, nó chui vô hang là nó trốn được. Ai dè nó lòi cái đuôi chuột của nó ra kìa. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái lá, mình trùm nó lại luôn, sẵn nó đang ở trong hang á, mình nhốt nó lại luôn, mình quánh nó luôn. Mà để đi về nói cho Chibi áo hồng mà với lại mèo con nghe đã. La 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 la. Các bạn nhớ đăng ký thành viên trên kênh Tỷ Mỹ Ly Ti Family để xem được nhiều video mới của chị em Chibi Tỷ Mỹ Ly Ti mình nha. Chúc các bạn xem video vui. Nhớ like, bình luận, chia sẻ xem là cái câu giấu đầu lòi đuôi chuột có ý nghĩa gì nha. Coi ai sẽ là người bình luận đúng nhất nha. Mình đi đây. Tỷ Mỹ Ly Ti áo hồng ơi, Tỷ Mỹ Ly Ti áo hồng, em vẫn còn ngồi đây hả? Chị báo cho em một tin nè. Meo meo. Tin gì vậy chị? Chị mà chị vui dữ vậy? Chị á đã nghĩ ra cái cách để diệt chuột rồi. Đó, thì ra là nó trốn chị em mình, nó đào một cái hang, nó chui vô trong đó, nó nghĩ là mình không có thấy, nhưng mà ai dè đâu, nó bị lòi cái đuôi chuột của nó ra. Mắc cười lắm. Chị tính á là bây giờ mấy chị em mình á sẽ cùng nhau đi lấy một cái lá che cái đuôi của nó lại, rồi một người sẽ lấy cái cây đánh nó một bữa cho nó sợ nha. Cái tội mà đi ăn cắp đường, ăn cắp bột ngọt, phá phách rau củ vườn quả của người ta, rồi ha, người ta để quên cái gì là ăn cái đó, gai nhai xong không dọn dẹp gì hết, phải đánh nó một bữa cho nó biết tật ha. Ok, vậy là mình khỏi cần nhờ con rắn luôn hả? Khỏi cần nhờ con rắn luôn hả chị? Trời ơi, vậy mà nãy giờ em cứ ngồi em chờ con rắn thức dậy em nói chuyện không à. Ôi cha ơi, cái con rắn này. Rắn đúng là ngủ như heo thiệt chứ. Chứ bây giờ tôi thấy mà con rắn mà nó ngủ như con heo như vậy. Nhìn thì đáng sợ nhưng mà ngủ như heo vậy đó. Mấy chị cứ đi tìm lá và tìm cây đi để chuẩn bị xử lý con chuột này. Còn để em canh nó cho. Em sẽ ru cho nó ngủ, nó không đi đâu luôn. Ầu ơ dí dầu à, chuột ngủ cho ngoan, để Tỷ Mỹ Ly Ti chị à lấy lá về làm tổ cho em, sẵn lấy cây dạy cho em một trận luôn. Cái tội phá phách à, sẵn ru con lắng rắn lục này nó ngủ à luôn. Trời ơi, không ngờ có cái ngày mèo ru chuột ru rắn ngủ à ơi. Dạ, em sẽ đi tìm lá. Ở đây rất là nhiều lá, tìm rất là dễ nha mấy bạn. Đây nè, đây là một cái lá nè, mình sẽ đem lại che nó chuột. À, che từ từ thôi nha, để em thôi nó
nó chạy mất, che nó lại. Nó không biết luôn. Công nhận đó nha, là chị che giỏi thiệt á. Ừ, đi lấy cái cây nhanh lên đi, tỉ bị ly tiêu đỏ. Đây, đây, dòm đi, ta đã tìm được cái cây rồi. Em sẽ nằm lên một đầu lá em chặn lại. Em cũng nằm trên một đầu lá, chặn lại cho cái lá nó không có văng ra. Rồi chị quýnh đi. Ok, hãy xem ta đây, tề thiên đại thánh. Bum, ôi trời ơi. Meo 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 xỉu. Xin lỗi em nha, xin lỗi em nha mèo, em tỉnh lại đi mèo ơi. Em sợ chị luôn á, chị quýnh con chuột mà chị quýnh trúng em. Thôi kệ, vì ghét con chuột quá em ráng ngồi dậy. Chị nhắm cho kỹ kỹ nha, thấy con mèo bị quýnh là em cũng run lắm á nha. Yên tâm, chị sẽ cố gắng hết sức bình tĩnh. Chết mày nè, chết mày nè, chết mày nè. Chết, 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 đau quá. Chết, 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 chết. Nó tính chạy ra nè, em nằm lên cái đuôi của nó luôn. Ừ, chị cũng nằm lên người nó luôn. Trời ơi, mắc cười quá à. Đi quánh con chuột mà giờ hai chị em nó nằm nè. Trời ơi, tình cảm dễ sợ luôn á. Bó tay hai chị em này luôn á. Thôi nằm nó luôn đi, nó ngập thở nó cũng chết à. Hỏi nó coi nó chết chưa. Hả? Chết chưa chuột, chết chưa? Tôi biết lỗi tôi rồi, mấy chị tha lỗi cho tôi đi. Mai mốt tôi sẽ không phá phách nữa đâu. Tôi mệt quá rồi, mấy chị đè tôi ngộp thở quá chứ tôi chưa có chết. Nhưng mà tôi mệt quá rồi. Tôi biết lỗi rồi, mấy chị tha cho tôi đi nha. Tha cho tôi đi. Tha đi. Ồn ào quá. Cái chỗ người ta ngủ mà mấy đứa này nó tới đây nó phá, ồn ào quá đi. Không sợ ta cắn cho một cái là toi đời á. Tỷ Mỹ Li Ti xin lỗi rắn nha, phá giấc ngủ của rắn. Nhưng tại con chuột này á, nó cố tình đào hang ngay chỗ rắn, nó trêu chất túc. Nó trêu chọc rắn á. Nó ý là rắn không làm gì được nó, rắn mê ngủ á. Bây giờ chị em bọn mình đã trị được tội của nó rồi đó. Nhưng mà không biết là nên đánh nó nữa không nữa. Nó xin tha cho một mạng á, rắn nghĩ sao? Nói vậy thì cũng nghe được. Ta là một con rắn tốt, cho nên á là ta nghĩ là các ngươi nên tha cho nó một mạng này đi. Cảnh cáo nó, nếu như lần sau nó còn phá phách thì á, đánh nó cũng chưa muộn, nghe không? Dạ. Trời ơi, hú hồn luôn nha. Lần đầu tiên thấy một bạn rắn tốt như vậy á. Không ngờ bạn tốt như vậy á nha. Trời ơi, các ngươi còn dám nghi ngờ ta nữa hả? Không tin ta cắn cho à. Ta nói là phải nghe, nghe chưa? Được rồi, nể tình anh rắn độc, ta sẽ tha cho ngươi một mạng này nghe chuột. Nhà ngươi nhớ là không có được phá phách. Để cho làng xóm người ta yên ổn. Đồ ăn của người ta để đâu để đó, muốn ăn thì ra đồng, ra vườn đi làm lụng mà ăn. Hoặc là xin người ta ăn, ăn xong phải dẹp cho đàng hoàng. Đụng cái gì phá phách cái đó, cái gì cũng cắn. Ngươi nhớ nghe chưa? Dạ, em biết rồi, chị thả giùm em đi, em sợ quá rồi. Ừ, thôi vậy ta tha cho đó. Không được khi dễ mèo nhà ta nghe chưa. Nếu không ta cắn cho đó. Nè, mở cho đó. Thoải mái quá, thoải mái quá. Sau một bài học giấu đầu lòi đuôi chuột thì cả gia đình chuột, mèo, tỉ mỉ li ti áo hồng, tỉ mỉ li ti áo đỏ và cả bạn rắn hiền hậu nữa sống chung với nhau rất là thuận hòa. Không ai ngờ rằng rắn, chuột, mèo và con người, búp bê lại có thể sống với nhau một cách yêu thương như vậy được. Video của mình đã hết rồi. Rất mong các bạn sẽ thích video này. Hãy bấm like, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Các bạn có thích một gia đình có thật là nhiều niềm vui như vậy không? Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thật vui.